Mở đầu sẽ là thông tin Phật sự. Vào sáng ngày 11 tháng 5, nhằm ngày 4 tháng 4 âm lịch, tại chùa Đại Thành, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Ninh trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568, Dương lịch 2024. Là một trong những địa phương đầu tiên của cả nước đón mừng ngày Đức Thế Tôn đản sinh, sự kiện đã thu hút hàng nghìn người dân và Phật tử tham dự. Trong giờ phút thiêng liêng, chư tăng ni, quý đại biểu Phật tử lắng nghe thông điệp Phật đản Phật lịch 2568 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, diễn văn Phật đản của Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng trị sự. Dịp này, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cũng có những lãng hoa tươi thắm chúc mừng đại lễ. Đối với đồng bào Phật tử của tỉnh Bắc Ninh, trong những ngày này, tín đồ Phật tử cũng đã cùng với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và các tăng ni trụ trì các tự viện của tỉnh Bắc Ninh cũng đã làm rất nhiều những cái công việc thiết thực. Trên mọi cái nẻo đường thì cờ Phật giáo và hình ảnh Đức Thích Ca sơ sinh đã thể hiện được cái sự gắn kết giữa đời và đạo, mang một niềm an vui, hạnh phúc đến cho nhân loại. Sau nghi thức hành chính, chư tôn đức, quý đại biểu, Phật tử đã trang nghiêm dâng hương, tụng sám khánh đản, cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, cử hành nghi thức tắm Phật trong niềm hân hoan rộn ràng của người dân Kinh Bắc.